Hôm nay mình đi tới chợ chợ quê của mình, giờ mình đi tới thật thật cũng vui. À, thất thịt cứ vui. Vui có chừa giò heo cho chị không? Có chị. Chừa hồi sớm thôi, thì sớm chị điện em chừa liền à. Ừ. Dạ. Lấy cho chị cần thấy nhiêu vậy? Dạ. Để hai chồng nó lên ngon chứ ngon. Cái điện mại lắm. Đợi chị nha. Nhiêu tiền hả Vui? Dạ 226 chị, 222. Có 6.000 hả? Nhiêu ạ? Tiền là cỡ nói nhiêu tiền hả? Nó về cứ nóng bụng cả luôn. Dạ 28. Dạ. Cảm ơn Vui. Mình đi một vòng ở chợ quê. Chợ quê mình là chợ này cũng là chợ Chùm Hổm. Mình mời tới nhà cùng đi chợ quê với mình nha. Hai ơi. Tôi cũng quê đi. Cái người nào mình cũng quê. Còn bún không vậy tên? Dạ hết bún rồi. Hết bún hả? Dạ chợ giờ hết bún luôn hay còn. Dạ hết bún luôn hả? Đi qua bên đây thấy còn không? À, rồi mình đi chợ trưa hết bún rồi. Đây là thứ hai bán cà hủ. Ở đây có bán đồ ốc khác 35k cháo. À, đồ bộ 50k đồ bộ. Còn còn bún không? Dạ, có bún luôn hả? Bên chị bên đây còn không? Dạ hết bún rồi, hôm nay còn. Còn bún không chị? Còn bún không? Hết bún rồi em yêu. Em yêu. Đứng một cô chị. Con miếng hến nha. Mày không có ăn hến chứ, phải có ăn hến mua. Mới mua cái giò heo tính là bún. Không ăn gì đâu. Ừ. Em coi cái gì mua. Có củ hành tàu không? Bán cho em 2 củ thôi. À. Đây là hành tàu. Giờ mình mua hành tàu. Giờ cái mình nấu và heo mình để vô. Mình đi tới chỗ bán bánh mì. Có bị không vậy chị? Bán cho ở nhỏ nhỏ hả? Ở nhỏ là nhiêu? Thứ nào? Ở nhỏ nhiêu ở? Nhỏ này 2.000, 3.000. 3.000 lấy 10 ở đi. Rồi giờ mình đi ra ngoài vườn để mình nướng cái giò heo mình thui đó. Thui mình mới làm được. Chị Hai bưng cái chào chị Hai, chào khán giả ơi. Đây mình làm cái nạn nè. Làm cái nạn để chuẩn bị mình thui cái giò heo. Ra ngoài vườn, vườn có má thôi mình nè. Cây nữa chứ. Ừ, cây nữa. Nếu về má của mình yếu rồi nên không có dọn vườn được nè. Quá trời tàu dừa rụng. Sẵn mình ra đây cái mình lượm mò nang với lá dừa mình thui luôn.
con gì kêu của gì chả mới nữa có nấu. Rồi giờ chị hai đốt lá dừa bị thui giá cậy làm gì nhớ ngoại quá. Hồi nhỏ đâu biết ba không nói chỉ cày, hỏi ba chỉ cày là gì ba. Ba hồi đó biết ông để gì không? Ông để măng. Ừ. Măng á. Có măng ngon á. Ừ, ba hồi đó ông để măng. Hồi sáng phải mua một măng ha. Ừ. Để măng. Hồi bụi tầm giông mình có không? Hả? Không. Có lên măng không? Ừ. Có, mình lấy bụi tầm giông mà ăn tầm giông cũng ngon nữa. Ừ, ăn tầm giông cái măng te mỡ á. Ừ. Cũng ngon lắm á. Giờ mình quay nướng nó hơi đen đen rồi mình nướng mình quên nó quay nữa chứ. Giò heo người ta có quay không ta? Không biết họ quay chắc quay chứ. Mà cái giò quay khô queo sao ăn ha? Khô queo xương không chị nữa. Sáng cả họ gặp ông Kiếm dùng keo nói ông nửa quay heo ít ký heo là thật không quay. Nướng ha. Anh dở quá hả? Nóng nè. Đến về con hơn quá vậy cho. Mình ở đây ở giường cái mình muốn đốt nhiều ra giường này cũng có củi lửa đó. Ra giường mà thích đốt. Dưới nó vàng ngon ghê lắm. Ừ. Làm vậy là ăn nó mới thơm ha. Dễ cày là phải vậy đó. Ừ, nó mới thơm. Cái đó vàng ngon rồi thấy. Vui á. Cái này theo mình nướng gom chắc một cục gom mới nướng mới đủ. Để cho đây con hơi mấy gì vậy? Chó tên, chó săn nó tên. Đó, vợ trái xấu chứ, khét luôn nó ở. Đi vào để đầy sốc chứ. Ôi, ngọn lửa cao quá trời. Ôi, thấy rồi. Cái này hả? Được. Rồi, dứt ghê. Nóng. Thùng xăng này rồi giờ vô mình kỳ rửa nó lại. Ừ không còn thấy. Nặng nha. Hay lá dụ kìa. Chết. Cái con duy trì nấu dụ cây à. Không được. Nãy quên lấy cái mùi vẽ nè. Đây con hai lấy lá chuối. Ôi cái đó không được. Cháy, nó cháy cái đó. Nó cháy rồi. Nó cháy hả? Nó cháy sao vậy? Ôi. Gọn hơ luôn. Đúng rồi hả? Đây. Nè. Ôi ôi, vàng tươi luôn rồi. Rồi vô. Rồi cho nước vô. Ghê à, cảm thấy ghê à, dính bụi luôn á. Nãy giờ cũng chưa ăn này nha. Đó, cạo ra. Vàng tươi luôn thôi. Mấy vàng tươi luôn, cạo ra vàng tươi luôn ha. Ừ. Rồi ấy thì mình hết. Gửi về tướng cho. Cái vàng nó ra rồi. Vàng vậy nó ngon á. Cái vàng vậy nó mới thơm, nó ngon. Mình thấy người ta làm gì. Đảo cái lớp ngoài ra cái lớp tông vàng tươi luôn. Cái này mà có cái lông á nó cũng cháy hết trơn rồi. Cháy hết. Ừ. Mình đâu cần cạo lông rồi. Này nấu rất mau mềm hết chị hai. Mau. Bị mình hôi rồi. Hôi gì nó mau mềm. Này quên vụ sáng phải mua một măng ha.
ở nhà có một măng mà chưa lên, măng te của mình cậu tháng mưa sồng xuống kìa, mới lên. Măng mình hôm nay không cháu. Măng ba không nấu, lộn nấu canh ngay tháng mùa măng. Ba sẽ mua cái gì em nhà. Rồi giờ chị Hai chặt. Chặt cái giò heo ra. Chặt cái da mình mua rồi nó dẻo ghê luôn. Da hả? Ừ. Vì nó muốn chín nè. Cắt nó dẻo khác ngon. Da gần chín nè. Ừ. Dạ quá rồi, dao quá. Dao của người ta ngon lắm. Dao người ta ghẹn dao đó cả mấy trăm ngàn con. Dao mình cho tầm ngàn con dao chặt á. Vì người ta có cái tấm thớt gì nó có cái búa nữa. Cái chặt rồi. Chặt thì thấy mình cũng sợ cũng chết. Giờ mình sao? Giờ lấy cái búa không ta? Lấy cái búa để cái dao lên cái trấn nó đọc cái số. Búa. Đọc cái số. Lấy cái búa. Cái búa ở đâu? Cái búa chặt cái xương. Cái búa vậy? Ba con hình như để đó. Có cái búa. Có. Có gì vậy? Lấy cái không? Vì nó tức á. Cái chuyện hư dao. Lo hư. Có kìa. Ờ. Mấy anh kia cái nữa. Rồi đưa anh Thái đóng mấy anh kia cái nữa. Giờ mình không thui là mình mở người ta chặt lên, người ta chặt ra ngon dữ lắm. Rồi đưa anh Thái đóng, đưa anh Thái đóng. Thằng kia mà tôi khổ. Tìm cách làm được chứ. Còn hai ông rồi, Thái với chị Hai rửa xong rồi. Giờ là gần tới chuẩn bị nấu. Giờ lấy cái đồ nãy mình quên cháy xả luôn nha. Giờ cháy gì? Giờ sắc hen, giờ sắc cháy. Giờ cháy xả ớt. Để chị mạng vào. Tỏi. Hình như Thảo đây. Nè, quay mặt lên đây. Trời nhiệt tốn, nó mắc cỡ đó ông ơi, vậy nghe. Nhiều mắc cỡ đó. Lên đây quay đâu đó Thảo, lên tóc luôn ta. Hả? Đứng vậy nè, đứng vậy nè. Nó khoái lên hình mà nó ấy nè. Nè. Chàng quá. Nhưng mẹ. Ủa cái này quay lên được mà nè. Quay lên YouTube được. Rồi giờ chị Hai chuẩn bị bầm đầu để ướp. Ớt, tỏi, xả. Bé Thảo với Hạnh. Bé Thảo với Hạnh chào ông bà đi. Chào với tay chào. Chào với con. Chào như với ông Phúc vậy. Con thấy ông Phúc không? Em hút mỗi lần lên cái em hút chào. Chào ấy con. Ừ, vẫy tay chào. Chào ấy con. Chào. Ừ. Hoa sắc thì làm. Có làm sắc củ hành luôn hả? Dạ. Khoai này dẻo hơn, khoai này kêu khoai nhật hơn. Khoai nấu không xì gã. Này sắc là ba hả? Sắc muối muối hả con? Dạ. Hồng trẻ trẻ ra cái để lên gần chín.
giờ khỏe thôi, nói chung là có tiền thèm cái gì mua mẹ ăn đi. Tỏi ớt hả? Ừ. Thì hồi ớt thì đã thơm không? Ừ, ớt thì nó không phì, nó không thơm mà. Rồi, giờ chị hai ướp. Ướp gia vị vô. Ướp những hồi cho nó thấm rồi. Những hồi. Ướp kia là lâu, thấm rồi. Chứ ướp nó liệu không hả? Làm vậy chứ mình không có sơ tế, mình làm vậy cũng ngon hơn. Cũng cháy sợ cái thổi rồi mình. Mình thấy nó luôn không nổi. Hai dọn heo chặt ra nhiều. Nhiều quá nha. Thơm vậy thôi chứ. Được rồi. Hồi phải nấu nha. Cái hồi nấu. Mình làm vậy chứ mua hơn ngon hơn cái chai chợ đó. Ừ. Mày con lộn rồi mới chưa mà cô hai nấu hồi lâu mới dắt nước cốt mà lo gì. Có ăn bể. Má nói gì à? Cô chị hai đậu dừa. Mà nấu cái này giò heo giả cầy á, mà nấu cũng giống như nấu cái gì. Mà ta kêu giò heo giả cầy. Má là mua bún khô á, tôi để ai ăn bún thì tôi bún ai bánh mì thì ăn rồi. Này ăn ngon. Ăn bún cũng ngon á chị hai. Ừ, họ ăn muốn ăn rồi nữa, họ lấy bún đụn. Ừ. Bún mua kìa. Chị mua để sẵn rồi. Má mua bún trên chợ này mà hết rồi. Ờ, mua bún không ngon. Lên hồi trưa vẫn hết. Chị hai vừa dắt dừa. Dắt để nó cốt vô nấu được hả chị hai? Nó cốt vô nấu giờ nó thấm vô thịt mới ngon. Nhưng để nước dạo vô hồi để nó cốt vô nổi hết tơ. Rồi giò heo của mình cũng săn nó chưa chín chưa mềm, nó chín chưa mềm thì để nó cốt cho nấu luôn. Giò heo đó, giò heo tơi đó chị hai, màu mềm. Cho mượn nó hay bình không? Mà bỏ mấy củ hành tím vô cho thơm. Ừ. Bà Năm cho mượn cái nấu mà nó. Anh em ơi cho một dắt cái tô. Ừ. Mình lấy thảo quật lại đó. Giờ mình bỏ hành tím vô nè. Bỏ mấy củ hành tím vô cho nó thơm, nó ngon. Thôi kiếm cái khế ơi. Rồi chị hai cắt bánh mì.
cắt bánh mì chuẩn bị mình ăn giò heo, giả cầy. Mì này cũng ngon lắm nha. Mì này cũng mềm ha. Không có mè này, này chắc không có. Bà năm này. Bà hai cắt bánh mì. Con ăn không? Con ăn bánh mì không? Hai mì ăn sao? Dạ con ăn gì là chút nó chấm với thịt. Ừ, chút chấm thịt ăn mới được, giờ chưa có thịt ăn không không ngon. Con cha con ăn cái gì còn ăn cái đó. Gì hả? Con ăn khác kè con. Ừ. Kỳ vậy sao ạ? Con thích gì? Cha không biết con thích gì. Cha cha ăn gì con ăn mấy, cha không ăn đó con ăn. Thì cho nó ăn gì ăn đó chứ dẫu cho nó ăn khác thì nó ăn. Thịt mềm mà chị hai để khoai vậy. Ít khoai quá. Ít khoai hả? Ừ, ít quá. Này rất là nhiều khoai vậy. Mềm này lắm mày nè. Có quạt nha. Cái này là được có quạt nha. Về mấy đứa có gan dần dần gì đó có. Gần nở ra từ hả? Vị mềm á, khoai chín là ăn ngon. Ừ. Con thấy con ngon ngon vô, con ngỏ lên, thơm hết quá luôn nè. Nồi thịt chín nha, thiên vô. Rồi, chị hai múc ra tơ. Màu coi hấp dẫn quá ha. Ngon ha. Không có tụt nghệ mà màu cũng đẹp. Giữa còn cái củ, cái hột đều không. Ít quá. Ăn được không hết rồi, giờ mời cả nhà nha. Chị hai lên đây chị hai ơi. Rồi chị Hương mới qua sao? Ăn thử cái đó thì chị hai nấu rồi chị Hương. Ngon dữ lắm không? Ờ, chị hai nấu giả cầy, giò heo giả cầy. Thái mua giò heo. Thái thì mua giò heo nha. Chứ em không có mua. Thái mua giò heo rồi chị hai nấu. Ở dưới đã gì đó? Hai bắt cá. Mời đi là bắt cái con cá kìa. Con cá gì xuống chúng ta bắt cái kia, những cái sọt lên. Cái câu khi nào có ăn. Câu cá. Mời xuống chị chơi đâu? Mời xuống chị chơi. Không có nhà đâu luôn. Ủa giờ em ba gì cha đi đó giờ chưa vậy? Chưa. Đâu chưa biết nhà. Ủa các bạn biết. Ủa con Yến đào nhỏ lên đi cho kê em chú. Ủa các bạn nó ghé rồi. Dạ không biết. Dạ rồi hết lâu rồi. Dạ. Chứ hôm nay đẻ đám dỗ chị mưa kỳ kiều mùa chín. Mình phải quê đo mỏ này mới được đi được chiếc lũ không chơi.